chỉ mong ước bao nhiêu đó thôi. Không à, có tiền, có tiền gạo ăn hàng tháng, rồi có tiền mua đồ ăn cơm, có tiền mua bệnh đau chích thuốc uống thuốc, mua bánh mua đồ ăn nè, mua thịt cá đồ ăn. Người con của chú đó, có khi nào chú chia sẻ vấn đề đó với con chú không chú? Có, nó là lo, con lo cho vợ con, con không đủ nữa, có đâu cho ổng vậy đó. Kệ đi, mình khổ mình chịu chứ sao vậy. Mỗi năm mình ăn Tết là bánh phồng nè, dưa hấu nè, thịt nè, cái gì nữa bà cụ? Mua thịt heo quay. Thịt heo quay nè. Thịt bò là bò né, bò né. Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long, và trước mặt màn hình quý ông bà cô chú anh chị là bà cụ 90 tuổi nấu hột mít đây cô chú anh chị. Ở trên mạng á, con quay lên người ta kêu bà cụ bằng bà cụ nấu hột mít không à. Yeah. Bà cụ biết sao không? Biết sao nó kêu bà cụ nấu hột mít không? Tại video đầu tiên con qua đây, con quay bà cụ nấu hột mít đó. À, giờ nói bà cụ nấu hột mít ai cũng biết hết trơn á. À. Okay. Con hỏi bà cụ nè, bữa nay thợ lại làm nhà cho bà cụ vui không? Mừng lắm, mừng hết sức đi, mừng cầu chúc hai vợ chồng cháu mạnh dội, được nhiều sức khỏe, bước qua năm mới được nhiều sức khỏe. Bà cụ cảm ơn chú Cường ở bên Mỹ á, tặng cho bà cụ mái nhà. À, cảm ơn chú Cường ở bên Mỹ tặng đu cái nhà mà lợp nhà giùm mà cho, mang ơn quá, mừng quá đi. Chị không lấy ghế ngồi ghế nè. Rồi có chúc chú Cường gì không bà cụ? Chúc cho cụ nhà bước qua năm cũ, bước qua năm mới được nhiều sức khỏe, mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc. Trời. Chú Cường nghe chú Cường vui lắm. Bà cụ vui sao? Bà cụ kể cho chú Cường với quý mạnh thường quân nghe đi. À, mừng quá mà cho nhà lợp nhà lành, mừng quá, cầu chúc là được anh chị em mà được nhiều sức khỏe, mạnh giỏi, được năm cũ bước qua năm mới được trăm năm hạnh phúc. Nghĩa mới vô đây thì nghe được một cái thông tin là bà cụ mừng quá, sáng giờ không ăn cơm luôn cô chú anh chị. Đúng không bà cụ? Bà cụ mừng quá không ăn cơm luôn hả? Mừng ăn cơm không được đó. Ăn có hai ba muỗng gì vậy à, thôi tới giờ đó. Rồi trong lòng mừng là mình no luôn. No luôn. Không mừng, mừng quá no luôn. Trời ơi, mừng quá no luôn chú cụ. Vậy à. Dạ. À, mà sáu mới vô nay nay lợp nhà mừng quá. Dạ, yeah, là cái chị Út dẫn con lại đó ha. Ừ. Có cảm ơn chị Út chưa? Cảm ơn, cảm ơn mợ sáu đó. Năm cũ bước qua năm mới được dồi dào sức khỏe, được trăm năm hạnh phúc. có chúc cái chị Út đó trồng cam chúc mấy tỷ nữa không bà cụ? Hả? Có chúc chị Út đó trồng cam trúng mấy tỷ không? Có. Trồng cam trúng có tiền quá à, mừng dữ lắm. Chị Út ơi, chị Út trồng cam trúng có tiền đem gạo cho bà cụ ăn nghe. Nha. Chị Út có đem gạo cho bà cụ ăn không?
Có, không có. Không có hả? Bà cụ nói đi. Bà cụ nói chị Út đi, năm nay trúng cam đem gạo tôi ăn với. Năm nay trúng cam đem gạo cho tôi ăn với, tôi mừng lắm. Cô chú anh chị, ở video đầu con đến á, nghĩa đến á, thì bà cụ nói là mấy năm nay cam giá rẻ quá, mà gạo mắc nữa, không ai cho mình hết trơn á. Thôi giờ mình chúc, mình cầu nguyện sao mà cam nó trúng giá bà cụ ha. Yeah. Ai cũng có tiền hết trơn, cái người ta cho gạo mình ăn. Cầu chúc trúng giá đi, đặng có tiền cho gạo tôi ăn, tôi mừng lắm. Dạ. Yeah. Bà cụ nhớ con rồi ha. Yeah. Nhớ cháu... giúp đỡ cho bà mừng quá trời đi, mừng ăn cơm không được đó. Nhưng mà phải ăn để bụng no. Giờ con lấy nước yến mà cụ uống nha. Có hôm nay con mang quà của chú Minh La, giỏ quà Tết với anh Tâm, chị Lisa Quỳnh, gửi bánh mứt để mà bà cụ ăn Tết. Chà, cảm ơn dữ lắm. Rồi mà. Tiền của quý mạnh thường quân cho bà cụ nữa. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn nhiều lắm mà. Dạ. Cầu chúc anh chị em được nhiều sức khỏe, được bước qua năm mới. Năm cũ bước qua năm mới được mạnh khỏe, năm được dồi dào sức khỏe, được trăm năm hạnh phúc. Vậy đó. Ông bà cô chú anh chị thì sau nội dung video Nghĩa sẽ chú có số điện thoại không chú? Của chú á. Ngồi con cho chú số điện thoại của chú được không? Tại vì có những ông bà cô chú ở Long An, ở Tiền Giang không biết ở đâu nữa. Xin cái địa chỉ con mà con cũng không biết chú này kêu bằng cái gì hết trơn á, tại mình đi vô đây trong đồng. Dạ, vô thăm nhà bà cụ. Dạ. Thì để con cho số điện thoại của con và cụ á, chú Năm á, trên lên kênh con. Rồi quý mạnh thường quân có ai lại thăm bà cụ, bà cụ nấu cơm nấu hột mít cho người ta ăn nha. Vậy có, nấu cơm nấu hột mít cho ăn luôn. Cô chú anh chị có lại nhà thăm bà cụ, hồi con cho số điện thoại của chú Năm. Cô chú anh chị có đến á thì Tết này bà cụ sẽ nấu cơm với nấu hột mít cho mấy cô chú anh chị ăn. Có nấu cơm nấu hột mít cho ăn luôn. Còn mít nhiều không bà cụ? Nhiều. Có một cô ở Long An nè, rồi một cô ở bên Mỹ mà có bà con đâu ở Trà Vinh á. Rồi một cô nữa mà con cũng nhớ mà con không có hẹn được, tại lúc này con đi suốt. Thôi để con để số điện thoại của chú lên kênh con. Ai muốn giúp gì bà cụ á thì tới tận nhà giúp bà cụ luôn. Đặng ăn hột mít với bà cụ. Con hỏi bà cụ nè, ngoài nấu cơm rồi nấu hột mít đãi còn đãi gì nữa không bà cụ? Có gì đâu, mà có bánh có đồ đãi ăn luôn. Dạ. Có bánh có đồ ha, mà đặc biệt là hột mít nha bà cụ ha. Biết hột mít. Có bánh, mua bánh phồng nữa. Có bánh phồng nữa. Có bánh phồng nướng ăn nữa. Bà cụ mua rồi hả? Mua rồi. Nhiều không bà cụ? Mua 30 cái. 30 cái. Là bữa nay con qua có ăn không bà cụ? Có ăn nữa. Có ăn nữa? Ăn nướng ăn. Ăn nướng ăn. À, bà cụ thích ăn bánh gì nhất? Bánh gì nhất hả? Bánh gì cũng ăn được, ăn à. Bánh gì ăn được là ăn ha. Để con lấy nước yến mà cụ uống là sáng giờ cụ ăn có 2 muỗng cơm mà hả? 2-3 muỗng. 2-3 muỗng à, mừng quá không ăn luôn. Mừng quá ăn không được, no rồi. Cô chú anh chị thấy không, chú Cường ơi. Nghe những lời này của bà cụ á, mà cảm giác cũng vui lây với bà cụ. Khi Nghĩa đăng tải lên, con đăng cà tải lên kênh của con thì được quý ông bà cô chú Mạnh Thần Quân quan tâm gửi những yêu thương. Đặc biệt là cái mái nhà ngày hôm nay chú Cường hỗ trợ để mấy anh thợ lại làm cho bà cụ. Bà cụ vui mà quên cả ăn, mừng quá. Con cũng rất vui, vui lây theo điều đó với bà cụ luôn. Để con lấy nước yến cho bà cụ uống. Con cái này, cái phần quà này rất nhiều quà phía sau lưng con. Nhưng mà sáng giờ con nghe bà cụ là không ăn cơm, nên là con mở nước yến cho bà cụ uống nha. Có ly gì, ly không cô? Con mượn cái ly đi.
Hổm nước yến hổm bà cụ có uống không? Có. Ngon không bà cụ? Ngon. Ngon. Ngon, ngon lắm. Ngọt. Ngọt. Bữa nay nước yến này của anh Tâm với chị Ly Sa Quỳnh ở bên Mỹ á. Gửi quà Tết cho nhà mình. Yeah. Con cô cho bà cụ uống trước. Lon này cũng nhiều. Con chúc bà cụ uống ngon miệng nghe. Bữa nay xuống thì thấy bà cụ vui nhiều cô chú anh chị, cũng như là khỏe hơn cái bữa đầu xuống. Bữa đầu xuống là giống như mệt sao bà cụ thở quá trời luôn. Rất nhiều ông bà cô chú anh chị kênh của Nghĩa thương gửi những yêu thương về bà cụ, cũng như là những cái lời chúc, cũng mong muốn rằng là cuộc sống bà cụ sau này sẽ có được nhiều niềm vui hơn, bà cụ sẽ được quý ông bà cô chú mạnh thường quân giúp để vượt qua cuộc sống khó khăn ở phía trước. Nghĩa cũng xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì khi Nghĩa gửi cái số điện thoại của chú Năm lên á, thì ông bà cô chú đến đây để thăm bà cụ thì con đường thì cũng rất khó đi cô chú anh chị. Ở đây là giữa vườn, xung quanh bà con mình trồng cam chỉ có một con đường rất là nhỏ đi vô phía trong này thôi, con đường nhỏ lắm, cho nên là ông bà cô chú có đi xe hơi tới thì gửi ở ngoài lộ ngoài kia, rồi đi bộ vô đây hoặc là đi xe ôm. Đi bộ chắc không nổi chị Út ơi, gửi nhà xe nhà chị Út rồi chị Út dẫn vô. Dạ. Mấy ghế lên sao ngồi chị? Nãy giờ ngồi đây. Mà còn yên. Là cái tô cơm hồi sáng mà cụ ăn đây hả? Ừ. Rồi còn tới giờ đó hả? Ừ. Rồi giờ lấy ra ăn nữa. Giờ lấy ra ăn. Nãy giờ ngồi Nghĩa với bà cụ ngồi nãy cái lon nước yến của bà cụ cũng hết nè cô chú anh chị. Bây giờ bà cụ đói hay sao? Đói bụng chưa bà cụ? Bà cụ đói bụng chưa? Đói bụng rồi ăn. Là hồi sáng bà cụ mừng đó cô chú anh chị, bây giờ là thấy đói bụng rồi. Chú Năm hồi sáng này là của bà cụ nấu hả? Chị của chú Năm nấu. Quay bà cụ đi. Bà cụ nấu hả? Con gửi mít chú Năm nói nghe, tại vì khi bà cụ ăn cơm với con nói chuyện nhiều ấy, bà cụ ăn không ngon. Chú anh ngồi đây nha. Là bà cụ nấu cơm hả chú? Má bà nấu. À. Là bữa nào ấy con hỏi chú nè, bữa nay á bà cụ mừng vậy đó, chú mừng không? Mừng khóc luôn. Mừng khóc luôn. Ừ. Mừng hết lớn luôn á. Mừng hết lớn. Còn đâu lớn được nữa đâu, lớn chú. Qua đây chia sẻ với chú Năm, chúc cho bà cụ ăn cơm đi. Chú Năm mừng khóc luôn rồi đỏ mắt. Thiệt khóc thiệt chứ nó lâu lắm. Mừng lắm. Chú mừng sao, chú kể cho con nghe đi. Mừng cũng như ngồi nắng nóng trời nực chịu không nổi luôn. Hồi đó giờ chú có nghĩ là được quý mạnh thường quân giúp cho chú như vậy không? Nghĩ mà không biết chừng nào có, không biết chừng nào gặp á. Cũng có từng nghĩ là mong ai đó giúp mình ha. Có. Dạ. Còn đêm niệm Phật giá trời Phật độ hộ cho có người lại giúp này kia. Dạ. Con hỏi chú nè, rồi mấy ngày nay chú có đi tập này không? Có. Đỡ không, nhiều hơn chú, đỡ hơn đỡ. Không? Đỡ ha. Tập nó đau, đau uống thuốc nó hết. Đau uống thuốc nó hết. Dạ. Rồi buổi trưa thì chú với bà cụ thì ra ngoài bóng cây ngồi về cho mát ha. Dạ. Bà cụ ngồi giỏng bên đó chú đây nè. Dạ. Cái tương lai ở phía trước á chú. Chú có nghĩ điều gì không? Tôi mượn cửa anh, cửa chưa? Sao chú không hiểu? Có nghĩa là
trong cuộc sống, cái tương lai phía trước của chú với bà cụ bây giờ. Con xin lỗi chú khi con nói điều này nha. Nói lại đi. Bà cụ lớn tuổi rồi. Chú giờ con xin lỗi là chú không thể làm gì được nữa cả. Thậm chí đi bán vé số chú bán cũng không được nữa. Đi không nổi đâu bà. Dạ. Cho dù có xe lăn chú cũng không đi được. Tại vì cái đường ngoài này không thể nào xe lăn nào mà chạy ra tới ngoài kia. Cho dù có xe lăn điện. Phải đường ngoài nhựa đi, chú đi xe lăn chú bán được. Dạ. Cho nên là ở phía trước có khi nào chú trăn trở hay chú suy nghĩ gì về cái vấn đề đó không? Có suy nghĩ mà không thể nào làm được hết chứ. Rồi những người con của chú đó, có khi nào chú chia sẻ vấn đề đó với con chú không chú? Có, nó là lo, con lo cho vợ con còn không đủ, nó có đâu cho ổng vậy đó. Ăn được không? Kệ đi. Mình khổ mình chịu chứ sao vậy? Dạ. Dạ. Là con chú nói điều đó luôn. Ăn xào đi. Dạ. Nóng khổ lắm. Dạ. Là con chú, con của chú á, nói với chú điều đó lâu chưa chú? Mới nói cách trước nó về thăm. Về thăm, vì mình thấy nhà mình gia cảnh vậy đó, rồi cũng chia sẻ với con ha. Rồi nếu mà khi nghe được điều đó, rồi chú nghĩ sao? Buồn nó kệ, muốn chết được chết mẹ cho rồi, sống khổ quá. Không ai lo chứ. Hồi nhỏ anh mừng nuôi nó tới lớn nó không lo. Con xin lỗi chú, là chú được mấy người con chú ơi? Hai. Hai người con à, một bạn nói vậy rồi bạn khác sao chú? Không có thấy mặt nữa. Có như là Tết đồ có về thăm chú không? Có năm về năm không. Năm về năm không là có vợ hết hả chú? Khổ lắm. Chết được chết cho rồi chứ phải chết không được. Cũng đôi khi thấy cảnh buồn, con xin lỗi nha, thấy cảnh mẹ mình lớn tuổi mà nấu cho mình ăn vậy đó, cũng buồn chú ha. Buồn tuổi. Khổ quá trời. Dạ. Có lúc bệnh đau không có đồng bạc nữa. Dạ. Mình đâu mơ ai được. Dạ. Nhưng mà từ khi chị Út dẫn con tới đây thì cũng cải thiện được cái vấn đề đó chú ha. Đã. À, được Quý Mạnh Thường Quân, ông bà cô chú bên kênh con đó cũng có gửi chữ yêu thương đó để trang trải cái vượt qua những cuộc sống phía trước. Và đặc biệt thì được chú Cường ở bên nước Mỹ cũng đã gửi yêu thương để làm lại cái mái nhà cho chú. Hôm đó chú chia sẻ với con thì những ngày mưa thì bị dột mưa. Dột mưa ngồi dạ. Mẹ con Mạnh ai để ngồi kiếm cho nó không mưa ngồi. Dạ. Cho nên là khi ngày hôm nay mà được thợ tới làm nhà vậy đó thì bà cụ thì mừng tới quên cả ăn. Rồi chú cũng mừng chú ha. Chú mừng chú gưng nước mắt luôn á. Dạ, chú cảm ơn chú Cường đi. Cảm ơn anh Cường, Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Mừng quá trời mừng luôn. Mừng chú, khóc luôn. Chú Cường thấy đó, những hoàn cảnh những ông bà cô chú mà con tới đa phần là cuộc sống rất là vất vả khó khăn. Khổ lắm. Rồi khi được chú giúp, ông bà cô chú Mạnh Thường Quân giúp thì những giọt nước mắt hạnh phúc của chú đã rơi. Bà cụ 90 tuổi thì quên cả ăn đó chú. Nên là con ở quê hương mình cũng như ông bà cô chú rất trân trọng, rất cảm ơn chú ở phương xa gửi về Việt Nam để mà bà con ổn định. Thứ nhất cuộc sống, thứ hai là giống như nhà cửa cũng không có dột, che nắng che mưa chú ha. Yeah. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương đó về quê hương Việt Nam. Đặc biệt ngày hôm nay có chú Cường và những ông bà cô chú đã gửi quà về cho bà cụ cũng như là chú Năm đây từ trước tới giờ. Thôi năm nay Tết tới rồi, chú chúc Tết đi chú Năm. Chúc Tết quý Mạnh Thường Quân đi chú. Năm cũ bước qua năm mới, chúc Mạnh Thường Quân trong nước cho ngoài nước dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, bằng tiền vô như nước, tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, hai cái gặp nhau đóng vào tủ sắt. Ừ, đóng vô tủ sắt rồi có gọi nhớ cái mật khẩu nha chú. Nhớ nhớ mật khẩu, đóng vô tủ sắt đi, dành ăn cho giúp đỡ nhà nghèo. Con cũng chúc chú nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý chú nha. Dạ, chú ngồi đi, con trò chuyện với bà cụ một chút rồi cái con gửi quà cho chú rồi con về cũng chiều rồi chú. Dạ. Chúc chú mau hết bệnh nha. Bên đây thì mấy anh thợ cũng làm cũng gần rồi anh hả? Cái này là mình làm lúc sáng luôn á anh.
sáng luôn, là ba anh là làm từ sáng tới giờ. À, cũng gần rồi đây cô chú anh chị. Thì cái mái tôn bên kia anh có đắp luôn không? Đắp là khỏi tạt nữa ha. Dạ, với lại cái này nói chung là ấy, em xin lỗi. Ấy là cũng là ổn định hết rồi. Anh ơi, mình làm vậy có bảo hành không anh? Bảo hành ý là mùa mưa mình chạy lại mình coi có chỗ nào mình giá mình chấp lại được không? Bảo hành không dột là được. Để ngồi thợ dẫn con, sao cô? Ta chạy đường nó kính rồi đó con. Chạy đường con theo nghe Quý nói đó. À, chạy kính rồi ha. Ừ, bữa hổm là nó không có kính. Ừ. Bà cụ bà nói cái nhà sao không thấy gì trơn mà nó dột hoài. Tôi thấy bà sợ trời nhá, tôi sợ trời nhá. Dạ. Bữa nay mấy ông thợ làm kính rồi, nhà mình hết dột rồi bà cụ ơi. Mới mốt bà cụ ngủ ngon rồi. Ngủ ngon lắm, mừng. Là mưa là hết sợ rồi. Hết sợ, không sợ nữa. Chỉ ngủ rồi lo niệm Phật thôi. À, niệm Phật. Dạ. Nãy bà cụ ăn cơm no chưa? Ừ, ăn ít miếng, không ăn no chưa nữa. Chút nấu cơm nóng ăn ít muỗng nữa. Ăn cầm chừng. Mừng quá ăn cầm chừng. Ừ. Đói ăn miếng vậy đó, cái mừng nó dâng trào lên cái à, ăn không được. Dạ. À, mừng quá no. Mừng quá no. À. Nhưng ở bà cụ đặc biệt có một điều là bà cụ rất thích ăn cơm với xoài chín cô chú anh chị. Chú Năm chia sẻ thì hôm nào không có xoài chín đó bà cụ ăn giống như cảm giác bị buồn. À. Ăn rất là lâu. À. Ngày nào cũng phải có xoài chín hết đó bà cụ. Có, mua 2 kg. Ký 40 ngàn, 2 kg 80 ngàn, có 8 trái à? Trái 10 ngàn. Trái 10 ngàn, hổm trái 10 mấy ngàn, có 7 trái, này trái 8 trái được, trái 10 ngàn. Hổm có 7 trái 2 kg 10 mấy ngàn trái. À, là lúc con chưa xuống thì không có tiền. Bữa hôm nào có ai cho thì mới mua xoài ăn. À, từ ngày con xuống tới giờ có Quý Mạnh Thường Quân gửi đó, mà cụ gửi người ta mua xoài ăn hoài luôn. Có ăn hoài. Giờ hết xài này mua dưa hấu. Hết sàn dưa hấu. Có đám dưa hấu trồng gần đây nè. Người ta trồng dưa hấu đây hả bà cụ? À, bà cụ thích ăn dưa hấu lắm hả? À, mua dưa hấu ăn à. Mua dưa hấu ăn. Ăn xài giết ngán rồi. Ăn xài giết ngán và đổ qua dưa hấu bà cụ ha. À, con nghĩ là bà cụ thích ăn trái cây đó. À, thôi để bữa nào con qua con trồng cây xài ngay đây cho bà cụ nha. À, có trái chín bà cụ ăn. À. Rồi mỗi lần bà cụ muốn ăn xoài ăn dưa hấu là bà cụ phải gửi cô hai. Gửi rồi. Con bà cụ. Con mua giùm. Dạ. Rồi bữa nào không có cô hai ở nhà sao bà cụ? Không có ở nhà thì mua để đó, mình ở nhà ăn, mình nó đi đâu đó về. Dạ. Con hỏi bà cụ nè, giờ bà cụ còn thèm ăn gì nữa không? Hả? Bà cụ có thèm ăn gì nữa không? Thèm ăn thì ăn hoài ấy, có biết gì đâu giờ nói. Thì bánh phồng mua rồi. Dạ. Không biết bánh gì đâu biết. Mỗi năm mình ăn Tết là bánh phồng nè. Dưa hấu nè. Thịt nè. Có gì nữa bà cụ? Mua thịt heo quay. Thịt heo quay nè. Thịt bò là bò né. Bò né. Bò né. Bà cụ ăn bò né luôn. Bò né luôn. Ăn bò cái né. Đó phải né nha bà cụ. Bò sợ hú quá rồi, sợ né bên kêu bò né. Rồi ai xào cho bà cụ ăn? Mượn đó xào. Mượn con bà cụ ha. Ờ. Con gái bà cụ xào. Rồi khi ăn là bà cụ phải néo ăn quên. Kêu bà né. Dạ. Xào nóng quá né bên. Dạ. Tết năm nay ăn Tết lớn không bà cụ? Thì có gì ta Tết qua ăn Tết với bà ban ơn lắm mà. Ăn Tết bà mừng lắm, qua Tết qua ăn Tết với bà, tôi. Bà cụ rủ con qua ăn Tết ha. À,
Nhưng mà con phải biết bà cụ thích cái gì để con mang quà qua con ăn với bà cụ. Có biết gì giờ có thì vậy đó, có thịt heo quay rồi thịt vịt, thịt gà tết nhiều đó ăn chứ biết ăn gì giờ. Hồi xưa bà cụ rất khổ lắm hả chú? Hả? Hồi xưa bà cụ khổ lắm phải không? Vất vả lắm phải không? À. Dạ. Hồi đó có ngày nào mình bị thiếu gạo đồ ăn không bà cụ? Hồi xưa có ngày nào bà cụ bị thiếu gạo ăn không? Cũng có vậy. Rồi... có khi cũng hụt không có ăn. Rồi lúc không có gạo ăn sao bà cụ ơi? Không có thì... đi mua... mua chịu mua đựng thì ai sẽ bán mình mua rồi không thẳng mình trả. Giờ không có mong ước gì, mong ước chờ có gạo ăn hàng tháng, có tiền mua đồ ăn cơm, có tiền bệnh đau chích thuốc uống thuốc vậy đó. Mừng vậy đó, mừng à. Chỉ mong ước bao nhiêu đó thôi. Không. Có tiền, có tiền gạo ăn hàng tháng, rồi có tiền mua đồ ăn cơm, có tiền mua bệnh đau chích thuốc uống thuốc, mua bánh mua đồ ăn nè, mua thịt cá đồ ăn vậy đó. Con thưa với bà cụ là mấy ông thợ làm rồi. Yeah. Làm rồi để con đi vô con kiểm tra lại. Yeah. Chỗ nào có lủng lỗ con bắt con chám lại cho bà cụ nha. Yeah. Nha bà cụ. Rồi mới bà cụ lấy số điện thoại ông thợ nè, mùa mưa á, mùa mưa bữa nào mưa lớn á, bà cụ kiểm tra lại. Chỗ nào mưa bà cụ gọi ông lại liền. Yeah. Chỗ nào dột á. Yeah. Nha. Bây giờ con đi kiểm tra trước, kiểm tra mùa nắng. Bà cụ kiểm tra mùa mưa nha. Thôi em gửi anh cái mic nè. Ông ăn sói hả? Rồi. Là khoan anh. Cũng như là hôm trước, thưa quý ông bà cô chú anh chị, hôm trước thì nhà chú Năm với bà cụ có sẵn một cái bồn này rồi. Nhưng mà do là cái phía trước này nó có bề da này nặng mét mấy, 2 mét anh hả? 1,5 mét anh. Cho nên là không có đủ nước xuống. Rồi bà cụ với chú là phải xài cái nước quanh vùng này, nước người ta trồng cam đó. Cho nên là ảnh hưởng nhiều, nên Nghĩa cũng có gợi ý với ông bà cô chú thì đầu tiên là đóng cây nước cô chú anh chị. Nhưng mà đóng cái nước ở đây thì không có điện xài. Còn bơm tay vậy thì chú với bà cụ là không thể. Cho nên là cuối cùng là cách tối ưu nhất là đem cái bình này, cái bồn này vô rồi cái đi anh. Mình đem cái đường ống phía sau, có nghĩa là... chuyển phía sau tới. Gắn cái măng sấu phía sau, cái máy nó dài á. Cho nên là nó sẽ có được nhiều nước mưa hơn. Nếu mà cái bồn này đầy là đủ xài chú Năm ha. Đủ cái Năm luôn á. Đủ con ơi, cái đó đủ con hàng quýt. Là cái ống này mình chạy về tới trước anh hả? Dạ. Anh có làm cao hơn để cho nó chút trước không? Dạ có anh, nè, cái máy này hiện giờ đang cao nè. Đây cô chú anh chị. Ô tôn đó dỡ xuống hả? Dạ tôn. Rồi cũng một bánh trơn. Một hết. Này lên sáng dỡ dẫm có bị lủng trơn luôn kìa. Nó gắt hết rồi. Dạ. Đó thì mình hứng nước trên đây xuống. Dạ. Rồi cái nó chảy qua đó đây trước là nó đầy bồn. Nhưng mà phải đợi mùa mưa rồi. Dạ dạ. Còn ở trong nhà là mình hoàn thiện đây cô chú anh chị thì hôm trước là cái anh cái này là mình đắp thêm đúng không? Dạ, đắp vô tường đừng cho nó đắp vô tường để cho nước mưa nó tạt vô tường nó cũng trôi xuống. Còn hôm trước là không có cái này trên nhà bà cụ bị dột đó. Dạ. Dạ. Rồi tay gãy rồi cũng tay rồi hết. À có thay cho đòn tay luôn hả? Dạ, cái đòn tay trong. Dạ. Nó cũng mục hết rồi. Dạ. Rồi mình vô nhà. Cũng giờ bà cụ có được cái mái nhà với lại là có nước. Nhưng mà nước thì tới mùa mưa cô chú anh chị, chứ mùa này không có mưa thì cái tạm thời để cái bồn vậy. Ở dưới mấy anh cũng lót cho chú cao su rồi này kia nè. Bồn mấy ngàn lít chú Nam? 3,000 lít. Đó, xưa bức tường đó nó hở, bây giờ nó kính lại. À bây giờ nó kính anh ha. Này đi sáng giờ nó gãy cái tay kìa. À mấy chỗ nào gãy đòn tay là mình hỗ trợ hả? Gác là mấy cây rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi. Ổn rồi cô chú anh chị. Thôi mình ra đi anh. Cô chú anh.
Cô chú anh chị có thể thấy là cây đây là những cái bà cụ còn nè, cũng như là mùa mưa bà cụ bị dột mưa che đó. Rồi bên đây cũng có che đồ này kia, nhưng mà sau cái này chắc phải dỡ này ra luôn cho bà cụ thoáng thoáng. Anh ra đây, anh ra ngồi kế bà cụ đi. Cho bà cụ cảm ơn anh Tiến. Anh ngồi kế bà cụ đi. Giờ bà cụ thấy sao? Giờ con làm nhà xong rồi đó, bà cụ mừng không? Hả? Bây giờ con làm xong cái nhà cho bà cụ rồi, hết giọt mưa rồi đó, bà cụ mừng không? Mừng. Rồi. Mừng dữ lắm, mừng ăn cơm không được đó. Thấy vừa đâu. Con nói bà cụ nè, con đi kiểm tra rồi. À. Con không thấy lỗ đinh nào hết trơn á. Thì cũng gọi là mùa nắng này con kiểm tra được rồi. Yeah. Rồi tới mùa mưa bà cụ kiểm tra giúp con nghe. Yeah. Rồi xin số điện thoại, có gì điện ông vô. Vậy thì mừng khéo. Đúng đúng mình khéo, không lũng bậy. Khéo. Bà cụ cảm ơn thợ, ông thợ đi. Cảm ơn thợ nhiều. Dạ. Rồi cũng chúc bà cụ sống khỏe nha. Dạ. Giờ cảm nó ơn. Mưa nó hết giọt rồi, ngủ ngon rồi. Cảm ơn. Em gửi tiền anh luôn ha. Dạ dạ. Nghĩa là Nghĩa cũng xin thưa quý ông bà cô chú anh chị thì lúc này Nghĩa đi rất là nhiều hoàn cảnh để trao quà Tết á, cho nên là buổi sáng hôm nay có hôm qua có điện cho chị Út nói là bên đây mấy anh tự kéo con vô làm, tự xuất tiền kéo con làm, rồi tới thời điểm Nghĩa tới đây lúc nãy là hơn 2 giờ thì bây giờ cũng đã hoàn thành, thì Nghĩa trả lại cái tiền anh mua tôn với tiền công của mình để làm cái mái nhà cũng như là kéo nguyên cái đường ống cho bà cụ đây. Hổm là trong cái video anh nói là 7 triệu đúng không anh? Dạ. 2, 4, 6, 8, 10 là 1 triệu. 2, 4, 6, 8, 10, 2 triệu. 2, 4, 6, 8, 10 là 3 triệu. 2, 4, 6, 8, 10, 4 triệu. 2, 4, 6, 8, 10 là 5 triệu. 4, 6, 8, 10, 6 triệu. 4, 6, 8, 10 là 7 triệu. Ba, 5, 6, 7. Anh đếm lại giùm em. Anh kiểm lại đi. Dạ, dạ được rồi. Một lần nữa, thay mặt gia đình bà cũng như là chú Năm đây, chân thành cảm ơn anh đã giúp bà với chú có được cái mái nhà ngày hôm nay. Dạ. Chúc anh luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống, năm mới vạn sự như ý nha. Dạ. Dạ. Rồi xong em cũng có lời nhắn nhủ luôn. Rồi cũng con thì làm công thiệt nhưng mà cũng cảm ơn ảnh là ảnh giúp đỡ được mấy người như vậy. Là chúc cái kênh anh nó phát triển nhiều, đang giúp đỡ nhiều người được như vậy nữa. Dạ. Đi đâu đó có bà cụ nào khổ khó khăn cần giúp thì gọi cho nha. Dạ, dạ. Cháu không? Ở gần cháu này không? Dạ không. Dạ. Bà cụ không biết anh thợ này hả? Không, không biết. Ủa vậy ai kêu? Là chị Út kêu hả? À, là bà con với chị nhà giàu á. Vậy nữa? Dạ. Vậy sao? Dạ. Vậy bà con. Rồi bà cụ hỏi anh có trồng cam không bà cụ? Có trồng cam không? Dạ có. Hả? Dạ có. Có. Bán được nhiều không? Dạ năm nay cũng nhiều mà người ta giải cứu giùm không à, có 1.500 ký à. Bà cụ nói năm tới trúng cam cho gạo mà cụ ăn nhé. Năm tới trúng cam mà cho gạo ăn à. Tới đây là biết nhà rồi, năm tới trúng cam đem gạo cho bà cụ ăn. Dạ. Chịu không bà cụ? Cảm ơn nhiều. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ. Dạ. Nhà anh gần đây không? Em bên Vĩnh Xuyên. À Vĩnh Xuyên ha. Bên bé cái ông nãy có nói. Dạ. Bà cụ biết Vĩnh Xuyên không? Biết Vĩnh Xuyên khỏi cầu đúc quá. Dạ. Khỏi cầu đúc thì đẹp. Chú ngồi đi. Trời ơi, có khi nào vậy là gượng không nổi té luôn không chú? Có chứ. Té luôn hả? Té luôn, ngồi đâu có nổi đâu. Mà chị có kéo vậy, bà té không nổi luôn. Con gửi chú cái mic đi.
À, chú với bà cụ qua đây thì con cũng xin thưa là hôm nay con đến để con bàn giao cái mái nhà của chú Cường hỗ trợ cho gia đình mình đó. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con xin phép con gửi món quà của chú Minh La. Đây là quà Tết nha chú. Món quà này, món quà của chú Minh La gửi gia đình mình chỉ giá là 300 ngàn. Do là bà cụ trong nhà cũng chưa có dọn dẹp, cô chú anh chị con nghĩa cũng xin phép là trao quà ngoài này luôn. Tại mới vừa làm xong rồi sáng giờ người ta cái dọn đồ ra, đồ này kia cô chú anh chị. Cho chú cảm ơn anh Minh La đi. Dạ. À, cái này là nước yến nãy bà cụ uống lon rồi. Dạ. Bánh nó trong quả ngon lắm đó. Có nước yến bình đó với bánh. Với mà bánh này nè. À, trà cà phê đồ này kia ở ngoài đây con không có tiện mở ra con khoe với bà cụ. Nhưng phần này là của anh Tâm với chị Lisa Quỳnh ở bên Mỹ á. Gửi quà ăn Tết cho bà cụ. Cảm ơn. Cảm ơn chú Tâm. Cảm ơn chú Tâm. Cảm ơn chú Tâm với cô Lisa Quỳnh. Dạ. Con chú phép đỡ đây nha chú. Để... tại nhà mình chưa có dọn rồi. Nãy giờ con gửi quà Tết cho bà cụ, giờ con gửi tiền của Quý Mạnh Thường Quân cho bà cụ. Lì xì cho bà cụ nha. Dạ. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của một người dì ở bên nước Pháp á. Bà cụ biết nước Pháp không? Ở nước Mỹ á. Nước, biết nước Mỹ chứ không biết nước Pháp nha. Nước Pháp. Dạ. Con gửi của một người dì bên nước Pháp gửi bà cụ 1 triệu đồng. À. Chú dùm con nghe. Không có sao đâu. 500. 1 triệu. Phải 1 triệu không bà cụ? Triệu. Tờ này, tờ này như bà cụ ơi. 500. 500. Này đúng 500. Dạ. Triệu. À, đó là của một người dì ở Pháp. Cụ bà Văn Thánh gửi bà cụ 500 ngàn. Cảm ơn. 500 ngàn của cụ bà Văn Thánh. À. Cô Tư ở thành phố Hồ Chí Minh gửi bà cụ 1 triệu đồng. 500. À. 1 triệu. Mà nói cảm ơn đi má. Cảm ơn. Để hết rồi, cảm ơn được cũng được chú. Con Nghĩa, con cũng xin phép ông bà cô chú anh chị là khi Nghĩa trao hết để bà cụ cảm ơn một lần ạ. À. Cô Nga gửi cho bà cụ 1 triệu 200 ngàn. 500. 1 triệu. Cảm ơn. 200 ngàn của cô cảm Nga. Cảm ơn. Cô Hà Tịnh Châu gửi bà cụ 500 ngàn. Cảm ơn. À, một cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Tiền Giang gửi bà cụ 200 ngàn. Cảm ơn. Chị Nguyên ở nước Úc gửi bà cụ 805 ngàn. 500. 600. 800. 1, 2, 3, 4, 5. Là 805 ngàn của chị Nguyên ở nước Úc gửi bà cụ đó. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị Nguyên. Ừ. Cô Nguyên. Cô Nguyên. Dạ. Bà cụ vui không? Vui, mừng. Dạ. Mừng dữ lắm. Hồi sáng có mấy nhà mừng không ăn cơm. Ừ. Giờ được Quý Mạnh Thường Quân gửi tiền mừng. Mừng nữa. Mừng nữa. Nhưng mừng nhưng tối phải ngủ ngon bà cụ nha. Tối ngủ ngon. Hổm con nghe chú Năm nói bà cụ mừng bà cụ không ngủ luôn á. À, có mừng không ngủ luôn, ngủ thức hoài. Thức suy nghĩ gì bà cụ? Suy nghĩ mừng có tiền ta chỉ, mà cháu bà chị em ta cho mình mừng quá rồi. Quên ngủ à. Nhưng mà tối nay phải ngủ. À, bữa nay không có ăn rồi. À, tối phải ngủ nha. Tối ngủ. Rồi mai mốt Tết con qua nướng bánh phồng con ăn. À.
chú cảm ơn đi chú. Chú cảm ơn cô chú gửi tiền chú đi ạ. Chú cảm ơn, tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều gửi tiền cho giúp đỡ gia đình. Dạ. Không có mít nói không nghe. Nghe chú nghe. Ừ. À, cái chú con cái mít con gửi bên chú rồi đó. À, con cũng xin thay mặt bà cụ cũng như chú Năm đây, con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương đến bà cụ ngày hôm nay. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. À. Bà cụ ơi, bà cụ cột đi, con gửi tiền lì xì của quý Mạnh Thường Quân lì xì cho bà cụ. Cái này là tiền quý Mạnh Thường Quân gửi cho bà cụ đó. Còn cái này là tiền lì xì. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn dữ lắm luôn. Cột lại. Rồi bà cụ bỏ túi đi. Túi. Mừng quá. Con hỏi bà cụ nè, ví dụ có Mạnh Thường Quân ở bên nước Mỹ về chơi, bà cụ có dẫn vô nhà không? Có, dẫn vô nhà chơi mừng. À, có nhà mới, có lợp nhà mới. À. Có chú Cường về, dẫn chú Cường vô luôn bà cụ ha? À, dẫn luôn. Con hỏi bà cụ nữa nè, như Tết nay mà ông bà của con á bên Mỹ về, bà cụ đãi ông bà của con ăn gì bà cụ? Thì ăn thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt heo quay, thịt bò, bò né. Chứ có gì giờ vậy đó. Nhớ để hột mít nghe bà cụ. Ừ, à, hột mít nữa. À, bác Thi 94 tuổi, ở nước Mỹ á, mẹ chị Vân Nguyễn á, lì xì Tết cho bà cụ 500 ngàn. Cảm ơn. Của bác Thi 94 tuổi. À. À, gia đình cụ bà 100 tuổi ở nước Mỹ gửi bà lì xì bà cụ 500 ngàn. À, cảm ơn. Dạ. À, cô Hằng ở bên nước Mỹ lì xì bà cụ tiền Tết 500 ngàn. Cảm ơn. Dạ. À, chú Sáu Sang lì xì bà cụ 500 ngàn. Cảm ơn. Dạ. Ăn Tết vui vẻ bà cụ nghe. Ăn Tết vui vẻ. Dạ. Thì con cũng xin phép gửi tiền lì xì của quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đến bà cụ ngày hôm nay. Năm nay con qua bà cụ lì xì con lấy lộc nghe. À. Bà cụ lì xì con nhiêu? Lì xì 3 triệu. Trời ơi. Dạ. Người ta lì xì bà cụ 2,5 triệu, bà cụ lì xì con 3 triệu, bà cụ có đâu lì xì. À, vậy lì xì vậy xì 2 triệu. 2 triệu tiền đâu cụ xài. À, lì xì con 2 ngàn thôi. À, vậy cũng được. 2 ngàn lấy lọc được rồi. À, 2 ngàn. Con nói vui vậy thôi, con chúc bà cụ sống lâu 100 tuổi nha, ăn Tết vui vẻ bà cụ nha. Con cảm về ơn. Cảm ơn. Dạ. Bà cụ nói chuyện dễ thương cho nên là quý Mạnh Thường Quân rất là thương bà cụ á chú. Chú ơi, chú đọc số điện thoại chú giùm con đi. 03. Đọc chậm chậm thôi chú nha. Để con con xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì do từ đây tới Tết á con rất là bận công việc cũng như là những hoàn cảnh khác. Cô chú anh chị thấy đó, nghĩa đi quay là chạy nhạc không, mà nơi nào cũng có nhạc. Ở nơi đây duy nhất nơi đây là không có nhạc là lý do là mình ở giữa đồng, không có nhà gần cho nên ta không hát nhạc, nên là quay rất là tiện. Còn những nhà khác là buổi sáng có nhạc sưng, buổi chiều là nhạc nhậu. Cho nên là con không có đi quay được, ít đi quay được, mà con cố gắng để con quay đi, con gửi đến từng hoàn cảnh, đến ông bà cô chú anh chị đã gửi tiền gửi yêu thương về. Ngày trước con xin thưa quý ông bà cô chú, mỗi ngày con đi được 2 hoàn cảnh hoặc 3 hoàn cảnh, tới thời điểm này là mỗi ngày duy nhất được 1, hôm nay là 2. Đó, do là ở đây thì vắng vẻ không có ai hát nhạc cho nên là không có bị dính nhạc. Cho nên là con xin phép là quý ông bà cô chú anh chị có gửi quà Tết đến nhà bà cụ như chú Năm đây á, thì chú Năm cho địa chỉ trước đi chú. Ở đây mình kêu bằng gì chú? Ở xã Thế Hòa. Ấp á chú? Ấp Ninh Thuận. Ấp Nhân Thuận. Ninh. Ninh Thuận. À, ấp Ninh Thuận, xã Thế Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Rồi tới xã Thế Hòa hỏi sao biết chú? Nữa điện chú trả lời nói cho. Chú cho số điện thoại đi. 0344 393919. 0344 393919.
đó là số điện thoại khi quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân có muốn là ghé thăm bà cụ 90 tuổi nấu hột mít thì liên hệ chú Năm, chú Năm sẽ chỉ đường quý ông bà cô chú đến đây ạ. Điện là chỉ à. Dạ. À, cuối lời thì con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến bà cụ như chú suốt thời gian qua. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị, mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. À, Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Năm mới an khang thịnh vượng cô chú anh chị nhé. Dạ.